Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển dần về phía đông nam. Dưới tác động của sóng lạnh yếu tràn về, nén rãnh áp thấp ở vào khoảng 24-27 độ vĩ bắc, nên từ chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu tác động của hình thái thời tiết trên, nên trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông trên diện rộng, có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to. Mưa dông xuất hiện trước tiên là các tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc như là tại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Nguy cơ cao có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Do tác động của gió mùa đông bắc tràn về nên nắng nóng tại các tỉnh thành Bắc Bộ tạm thời chấm dứt từ ngày mai. Nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển mát mẻ, đêm và sáng trời lạnh với nền nhiệt đạt khoảng từ 22-24 độ. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4, Bắc Bộ lại tiếp tục xuất hiện mưa trên diện rộng, cường độ mưa và diện mưa sẽ lớn hơn so với đợt này, có nơi sẽ có mưa rất to, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 32-34 độ, riêng vùng núi phía Tây tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ từ 35-37 độ. Phải đến tối nay và ngày mai, dải mây dông mới di chuyển đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mưa dông đầu mùa thường kèm đi với dông lốc, sấm sét và mưa đá, nên người dân tại các tỉnh thành trên cần hết sức chú ý. Đến ngày 29 và ngày 30 tháng 4, do chịu tác động của gió mùa đông bắc, nên các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời cũng sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông. Nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt trên toàn khu vực Trung Bộ. Ở phía Nam, sau những ngày mưa dông liên tiếp thì từ ngày hôm nay, đới gió Tây Nam tác nhân gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ hoạt động yếu dần, nên mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở tầm chiều tối. Ban ngày trời có nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 30-33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 33-35 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Giữa khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, riêng vùng núi chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng vùng núi là từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Phía Bắc gió đông nam đến nam, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía tây gió đông nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.